chơi với xương rồng. Đấy, cảnh đẹp cuối cùng lại quay góc này cho cảnh nó đẹp này. Trong nhà không rồi nó. Rồi nó tí nó phá nát đống xương rồng của ông Trung. Trung tí thôi. Thì nó phá tung một chung ra. Đấy, nghịch tí rồi hồi nát bét hết luôn. Hết đô rồi, hết đùa rồi. Nó lấy rồi. Dính dính răng đúng không? Cho vào đây lại không, Nó không nô, nó không nô nó thì không cho đùa, không cho trong nhà chứ này. Hiện nay bắt vào trong nhà này. nghịch. Nó chạy cái cho nó thử ra xem nó có nô chơi gì không. Ở đây là không nô, nhưng đúng cái cảnh ở đây thì nó đẹp hơn. Không nghịch. Không thả chỗ này, không thả chỗ kia. Cho đến là vướng. Cho nó làm gì anh biết đấy. Đây dám phóng hết cửa chung rồi coi. Đây là tàn nát cửa chung này. Nằm chó luôn. Không nghỉ. Thôi để đến cho nó ra, để cho nó ngoài đi. Nó không nô gì. Căn bản là nó nô lúc đấy rồi. Nó nghỉ chán lúc đấy rồi. Đi ra ngoài đi.